vợ tôi bị ung thư phổi và mất đi. Con tôi đã mất mẹ mãi mãi. Trước kia tôi là người hút thuốc. Tôi rất lo lắng. Con trai tôi đã bắt đầu hút thuốc lá vì thuốc lá lại quá rẻ và rất dễ mua. Hàng chục ngàn gia đình bị tổn thương mỗi năm vì tác hại của thuốc lá. Nếu thuế thuốc lá được tăng lên 5.000 đồng một bao, sẽ giảm và ngăn chặn thế hệ trẻ tắt hút thuốc, cứu thêm nhiều mạng sống và bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi những căn bệnh do thuốc lá gây ra. Tăng 5.000 đồng một bao thuốc có thể giúp tránh 1 triệu ca tử vong sớm do các bệnh liên quan tới thuốc lá.